do cái số lượng học sinh quá nhiều và cái quyết định rất là nhiều quyết định, cho nên là tôi xin thông qua cái phần quyết định và chỉ thông qua cái danh sách đấy để cho thời gian nó được nhanh chóng, tại vì nắng đã lên cao rồi. Các em học sinh chú ý nha, khi thầy xuất tên các em thì mời các em nhanh chóng bước lên lễ đài và chúng ta tập trung theo hàng ngang, đứng theo hàng ngang để chúng ta để thầy cô phát các em. Trước nhất năm học 2016-2017 thì trường tiểu học Phú Cần A đã tham gia phong trào và đã đạt rất là nhiều cái giải trong năm học này, và sau đây thầy xin nêu lên một số thành tích của các em đã đạt được ở một số giải phong trào, và sau đó thầy sẽ nêu xướng tên những cái em học sinh đã đạt thành tích của về học tập của các em của năm học này. Thì có tên các em nhanh chóng bước lên đại đài các em. Một, Trần Minh Thư. Thầy thông qua luôn là một số em là thi đạt thi toán ở trên internet đó. Một, Trần Minh Thư lớp 51 giải nhất. Hai, Sơn Ngọc Chí lớp 51 giải nhì. Ba, Trương Bất Vũ lớp 52 giải ba. Bốn, Mai Thị Ngọc Hoa giải nhất là thi toán trên internet, xin lỗi lớp 41 ha. 5, Dương Cẩm Hướng lớp 41 giải nhì. 6, Trần Ngọc Ý lớp 42 giải ba. 7, Nguyễn Lâm Vũ lớp 42 giải khuyến khích. 8, Nguyễn Tấn Du lớp 42 giải khuyến khích. 9, Đặng Thanh Thảo lớp 31 giải nhất. 10, Thạch Minh Trí lớp 31 giải nhì. 11, Trần Thanh Quế lớp 33 giải ba. 12, Lê Ngọc Phúc lớp 32 giải khuyến khích. 13, Nguyễn Thị Mỹ Phương lớp 31 khuyến khích. 14, Nguyễn Thị Diễm My lớp 22 giải nhất. 15, Nguyễn Thị Minh Cung lớp 21 giải nhì. 16, Lê Hồng Hoa lớp 22 giải ba. 17, Nguyễn Phương Nguyệt lớp 21 khuyến khích. 18, Đoàn Lê Gia Hân lớp 12 giải nhất. 19, Thạch Minh Thùy lớp 11 giải nhì. 20, Lê Kỳ Anh lớp 11 giải ba, và em Sơn Ngọc Vũ lớp 13 giải khuyến khích. Sau đây xin trân trọng kính mời ông Trương Vũ Linh, đảng ủy viên trưởng công an xã Phú Cần lên phát giấy khen cũng như là phần thưởng cho các em. Xin trân trọng kính mời.
có thể là mình phát cho các em đi rồi về các em trao đổi lại, chứ nếu mà vậy thì rất là lâu. Thì đây là các em, các những em học sinh đã có những cái thành tích nổi bật trong kỳ thi toán trên internet cấp trường. Xin một tràng pháo tay thật lớn nha. Xin chúc mừng các em và xin cảm ơn ông Trương Vũ Linh, đảng ủy viên trưởng công an xã. Sau đây thì xin xuất tên một số em, các em đã đạt được thành tích ở kỳ thi tiếng Anh trên internet cấp trường. Khi nghe tên các em nhanh chóng bước lên lễ đài giùm các em. Lê Ngọc Phúc, lớp 32, giải nhất. Trần Thanh Quế, lớp 33, giải nhì. Lương Thị Anh Thư, 32, giải ba. Lâm Nguyễn Anh Thơ, khuyến khích. Quỳnh Thiên Phú, khuyến khích. Quỳnh Trung Kiên, xin lỗi, Quỳnh Thiên Phú là lớp 31 phải không? Quỳnh Trung Kiên, 32, khuyến khích. Mai Thị Ngọc Hoa, 41, giải nhất. Dương Cẩm Hướng, lớp 41, giải nhì. Nguyễn Thị Kim Ngân, lớp 41, giải ba. Trần Ngọc Ý, lớp 42, khuyến khích. Kim Tuyết Hân, lớp 43, khuyến khích. Nguyễn Quỳnh Anh Thơ, 42, khuyến khích. Trần Minh Thư, lớp 51, giải nhất. Thái Sô Đi, lớp 51, giải nhì. Kiên Thị Thanh Hiền, lớp 51, giải ba. Thạch Thị Thu Thảo, lớp 51, khuyến khích. Trương Thị Thúy Vi, khuyến khích. Trương Quốc Vũ, Thúy Vi là lớp 51 các em. Trương Quốc Vũ, lớp 52, khuyến khích. Sau đây xin trân trọng kính mời ông Thạch Ngọc Sang, trưởng ban nhân dân ấp và đại trường, lên phát giấy khen cũng như phần thưởng cho các em. Xin trân trọng kính mời ông. Cứ nhận phần thưởng như giấy khen rồi về chỗ các em, có thể là xong cái lưỡi lễ các em có thể là đổi lại cho đúng cái tên của mình. Tại vì nếu mà trường hợp mà phát đúng tên từng em một thì rất là lâu. Trên lễ đài là 23 em đã có thành tích rất là xuất sắc trong kỳ thi tiếng Anh trên internet cấp huyện cấp trường. Xin một tràng pháo tay thật lớn ạ. Xin cảm ơn ông Thạch Ngọc Sang. Sau đây thì xin xướng tên các em học sinh đã có thành tích xuất sắc trong kỳ thi viết chữ đẹp cấp trường. Một,
Trần Minh Thư lớp 51 giải nhất. 2 Thái Sô Đi lớp 51 nhì. Hồ Thị Thanh Ngân lớp 51 giải 3. Kim Thị Thanh Nga lớp 53 khuyến khích. Thạch Thị Ngọc Trinh 53 khuyến khích. Nguyễn Thị Kim Ngân 41 giải nhất. Dương Cẩm Hướng 41 giải nhì. Nguyễn Kỳ Duyên 41 giải 3. Kim Thị Tuyết Hân 43 khuyến khích. Mai Ngọc Hoa 41 khuyến khích. Đỗ Thị Thanh Tiền 31 giải nhất. Đặng Thanh Thảo 31 giải nhì. Lê Ngọc Phúc 32 giải 3. Lâm Nguyễn Anh Thơ 32 khuyến khích. Thạch Lý Thụy Xuân Trang 31 khuyến khích. Thạch Thị Mina 23 giải nhất. Nguyễn Thế Danh 22 giải nhì. Nguyễn Phương Thảo 21 giải 3. Nguyễn Phương Nguyệt 21 khuyến khích. Nguyễn Thị Diễm My 22 khuyến khích. Sơn Ngọc Vũ 13 giải nhất. Đặng Lê Bảo Trân 11 giải nhì. Đoàn Lê Gia Hân 12 giải 3. Nguyễn Kỳ Anh khuyến khích. Và em Nguyễn Anh Thư lớp 11 khuyến khích. Sau đây xin trân trọng kính mời ông Vương Văn Cảnh, trưởng ban hội cha mẹ phụ huynh học sinh đến lên lễ đài để trao giấy khen như phần thưởng cho các em đã đạt được cái thành tích xuất sắc trong kỳ thi viết chữ đẹp cấp trường. Xin trân trọng kính mời ông. Các em cứ nhận giấy khen, các em chịu khó về chỗ đổi lại nha các em, không có bắt phần đâu nha. Cái lò những cái gương mặt học sinh rất là xuất sắc trong kỳ thi viết chữ đẹp cấp trường. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các em ạ. Xin cảm ơn ông Dương Văn Cảnh. Mời các em về chỗ. Thì song song với việc viết chữ đẹp tiếng Việt thì ở trường chúng ta năm nay thì cũng có rất là nhiều em người dân tộc cũng đã đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi viết chữ Khmer, viết chữ đẹp Khmer cấp trường. Xin thầy xuống tên là các em bước lên để đài các em. Thạch Thị Bô Pha 21 giải nhất. Thạch Thị Ngọc Huyền 21 giải nhì. Thạch Thị Ngọc Nhi 21 giải ba. Thạch Lý Thị Xuân Trang 31 giải nhất. Thạch Thị Thúy Quyên giải nhì.
Tăng Thị Si Nôn giải 3, Thạch Thị Hạnh 43 giải nhất, Thạch Thị Cẩm Tú 41 giải nhì, Nguyễn Tú là lớp 41 em, Nguyễn Thị Kim Ngân 41 giải 3, Thạch Anh Tú lớp 51 giải nhất, Thái Sô Đi lớp 51 giải nhì và em Trần Minh Thư lớp 51 giải 3. Sau đây xin trân trọng kính mời ông Trần Văn Dứt là một mạnh thường quân đã hỗ trợ cho trường cũng không phải một năm mà đã nhiều năm qua. Xin trân trọng kính mời ông lên phát giấy khen cũng như phần thưởng cho các em học sinh của trường đã đạt được cái kỳ thi viết chữ đẹp tiếng Khmer cấp trường. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng thành tích của các em ạ. Xin cảm ơn ông Trần Văn Dứt. Năm học 2016-2017 thì rất là nhiều học sinh đã ngoài việc tham gia phong trào, các em cái việc học tập là cái nhiệm vụ chính của các em và các em đã đạt thành tích xuất sắc về toàn diện. Hoàn thành xuất sắc nội dung các môn học tập và rèn luyện. Thì sau đây thầy sẽ xướng tên các em học sinh của khối 1. Thì do học sinh do số lượng quá đông cho nên là thầy sẽ đọc nguyên khối 1. Thì cũng nhờ giáo viên của khối 1 chúng ta lên để chúng ta sắp xếp các em. Nguyễn Kỳ Anh lớp 11 là thầy xin tên những em mà đã đạt được cái thành tích xuất sắc về nội dung học tập và rèn luyện, có nghĩa là toàn diện về các môn học đó, chúng ta đạt từ điểm 9 điểm 10 và hoàn thành tốt về các mặt khác, các môn khác. Thạch Ben là thầy xin tên bước 11 trước các em, thầy đọc lại nha. Nguyễn Kỳ Anh, Thạch Ben, Thạch Thị Bạch Hân, Thạch Thị Khả My, Thạch Hồng Phúc, Sơn Thái Sắc, Thạch Minh Thùy, Dương Thị Anh Thư, Nguyễn Minh Thư, Đặng Lê Bảo Trân, Nguyễn An Thảo Vi, Nguyễn Thị Kiều Vi. Và sau đây là một số em của lớp 1-2: Đoàn Lê Gia Hân, Nguyễn Thị Trúc Linh, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thị Thí Nhi, Tô Hoàng Quý, Nguyễn Minh Tân, Võ Nhật Trường, Võ Tường Vi và các em học sinh lớp 1-3: Sơn Ngọc Vũ, Kim Thị Thanh Trà, Thạch Hoàng Phát, Thạch Thị Tuyết Giang, Quỳnh Đức Huy, Sơn Thị Minh Thi, Thạch Thị Thanh Tuyền và em Dương Lạc Đinh. Xin trân trọng mời ba giáo viên chủ nhiệm của lớp khối lớp 1 lên để